Tiêu Chiến bất ngờ được gọi là ông hoàng, Vương Nhất Bác không có cửa. Sau thành công của bộ phim Trần Tình Lệnh Đình Đám năm 2019, hai nam diễn viên Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đều vụt sáng trở thành các đỉnh lưu trẻ của giới giải trí Hoa ngữ. Cả hai cũng thu hút một lượng lớn người hâm mộ, có thể nói là thuộc vào hàng diễn viên Đông Phan bậc nhất hiện nay. Tuy nhiên, nếu để nói về khả năng đi đường dài, thì dường như Vương Nhất Bác lại đang tỏ ra thua kém trước bạn diễn, trong khi Tiêu Chiến thường xuyên nhận được những dự án lớn, thành công trong bước đầu chuyển hình, thì Vương Nhất Bác lại đang loay hoay với dự định phát triển sự nghiệp điện ảnh, là gương mặt có tầm ảnh hưởng nhất nhì làng giải trí xứ Tỷ Dân hiện nay. Không lạ khi Tiêu Chiến thường xuyên lọt vào mắt xanh của các thương hiệu xa xỉ, không chỉ thành công với nghiệp diễn xuất, Tiêu Chiến giờ đây còn là gương mặt quen thuộc, thường xuyên được chọn mặt gửi vàng, quanh tạc giới giải trí và quảng cáo. Theo tổng hợp của SCMP, Tiêu Chiến hiện đang dẫn đầu bảng xếp hạng những người nổi tiếng Trung Quốc có nhiều hợp đồng quảng cáo nhất. Trong đó, anh chàng đang hợp tác với 31 thương hiệu thuộc các lĩnh vực khác nhau. Có số liệu còn chứng minh rằng, sức mua của những người hâm mộ ủng hộ Tiêu Chiến lớn mạnh đến mức thương hiệu do anh quảng cáo có thể thu hồi khoản vốn đầu tư chỉ sau 5 giờ và tăng gấp đôi số tiền lợi nhuận đó chỉ trong vòng vỏn vẹn một ngày. Danh tiếng và tầm ảnh hưởng của Tiêu Chiến đã giúp anh chàng được giới truyền thông Trung Quốc ca tụng là ông hoàng thương hiệu xa xỉ. Sức hút của nam diễn viên không chỉ đến từ nhan sắc hay các tác phẩm phim ảnh, mà còn đến từ thần thái và thái độ làm việc chuyên nghiệp, sở hữu chiều cao ấn tượng, vóc dáng chuẩn nam thần cùng gương mặt điển trai hài hòa. Tiêu Chiến không mất quá nhiều thời gian để tôn lên được vẻ đẹp và sức hút của sản phẩm do anh đang làm đại sứ. Tiêu Chiến cũng thường xuyên cho thấy khả năng xử lý vấn đề đầy chuyên nghiệp của mình trong những phi vụ hợp tác, từ đó xây dựng được lòng tin với các nhãn hàng cao cấp. Thần ẩn của Triệu Lộ Tư chưa lên sóng đã đạt thành tích khủng. Bên cạnh loạt dự án hiện đại vừa lên sóng, Triệu Lộ Tư còn một vài tựa phim truyền hình chờ chiếu. Trong đó, Thần ẩn được kỳ vọng sẽ làm nên chuyện trên đường đua phim ảnh nửa cuối năm 2023. Nhờ quy mô đầu tư lớn, cùng sự tham gia của nhiều gương mặt đình đám, dù chưa ấn định lịch lên sóng, song Thần ẩn đã sớm nhận về loạt thành tích khủng, góp phần củng cố địa vị của Triệu Lộ Tư trong hàng ngũ tiểu hoa sau 95. Thần ẩn được phan ví như ngoại truyện của dự án Thiên Cổ Quyết Trần, được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Tinh Linh. Phim xoay quanh chuyện tình của Nguyên Khải và A Âm. Nguyên Khải là con trai của Thượng Cổ và Bạch Quyết. Trong một lần tình cờ, anh gặp và nảy sinh tình cảm với A Âm. Nhiều biến cố đã xảy ra trong cuộc đời của cặp đôi, nhất là sau khi A Âm hắc hóa. Thần ẩn được xem là dự án trọng điểm của nền tảng Tencent trong năm 2023, miếng bánh lớn dành cho các gương mặt tiểu hoa tiểu sinh của CBIC. Mới đây, nhà sản xuất đăng poster mừng phim cán mốc 1 triệu lượt đặt xem trước trên nền tảng chiếu, và dự kiến sẽ tiếp tục tăng. Đối với một tựa phim chưa ấn định ngày lên sóng như Thần ẩn, đây được xem là thành tích rất đáng khích lệ. Trong poster nói trên, Vương An Vũ và Triệu Lộ Tư được khen hết lời vì tạo hình đẹp mắt, phản ứng hóa học bùng nổ. Khán giả đặt nhiều kỳ vọng vào ngày dự án ra mắt, đồng thời cho rằng Thần ẩn là ứng cử viên nặng ký trên các bảng xếp hạng về nhiệt độ, rating, chỉ số nhân vật. Sau khi phim lên sóng, thời gian gần đây, Triệu Lộ Tư đang làm mưa làm gió với Vụn Trộm Không Thể Giấu, đóng cùng Trần Triết Viễn. Phim được fan nguyên tác lẫn khán giả trung lập khen hết lời, diễn xuất của mỹ nhân họ Triệu là điểm sáng. Bạn gái Tiêu Chiến lộ ảnh xinh như nữ thần, nhưng vẫn không bằng Dương Tử. Cùng với thành công của tác phẩm cổ trang Ngọc Cốt Giao, danh tiếng của Tiêu Chiến và Nhậm Mẫn cũng đã được nâng cao không ít. Tuy được đánh giá có diễn xuất ổn định, nhưng nhan sắc của nữ chính Nhậm Mẫn vẫn luôn là vấn đề khiến khán giả bùng nổ tranh cãi. Nhiều người cho rằng, vì Nhậm Mẫn vốn có gương mặt bầu bĩnh, nên khi lên phim không được thanh thoát hay xinh đẹp như những diễn viên nữ khác. Tuy nhiên, vẻ đáng yêu và tươi tắn của Nhậm Mẫn lại chính là điểm làm nên nét khác biệt cho nhân vật Chu Nhan mà cô nàng đảm nhận. Mới đây, đoàn làm phim Ngọc Quốc Giao đã bất ngờ đăng tải loạt ảnh của nhân vật Chu Nhan. Được biết, đây là phân cảnh Chu Nhan bắt đầu lên lớp, tham gia tu luyện và học tập dưới sự dẫn dắt của sư phụ thời ảnh. Bộ ảnh này đã nhanh chóng thu hút được sự chú ý của cư dân mạng bởi nét đáng yêu xinh đẹp của Nhậm Mẫn. Nhiều khán giả xem phim còn cho rằng cô nàng trong loạt ảnh tỉnh xinh đẹp hơn rất nhiều trong những phân cảnh Ngọc Quốc Giao, thậm chí vì quá khác so với khi ở trên phim, nên nhiều cư dân mạng còn đặt nghi vấn đoàn đội của cô nàng đã chỉnh sửa hình ảnh quá đà, làm cho nhan sắc của Nhậm Mẫn trở nên khác lạ. Tuy nhiên, có thể thấy trong giai đoạn sau của bộ phim, các cảnh quay đã được thay đổi để khoe trọn ưu điểm trên gương mặt diễn viên. Trong khi đó, tổ tạo hình của phim cũng được đánh giá cao vì thay đổi phong cách trang điểm và kiểu tóc cho Nhậm Mẫn. Tất cả những nỗ lực này đã giúp cho nữ chính Chu Nhan lên phim trở nên có hồn,
xinh đẹp và xứng đôi vừa lứa hơn khi xuất hiện cùng nam chính thời ảnh do Tiêu Chiến thủ vai. Một số bình luận của khán giả: ảnh tỉnh như này trông cũng xinh, mà không hiểu sao lên phim ngũ quan cứ loạn xạ kiểu gì ấy. Xinh quá nè, xem phim thấy đáng yêu lắm luôn, diễn cũng ổn lắm, xem thấy tự nhiên chứ không hề bị lố. Nhậm Mẫn chỉ lúc nhoẻn miệng cười là thấy không được đẹp thôi, chứ trạng thái tỉnh lại rất xinh đẹp, diễn xuất linh hoạt, thấy hiện đại hợp hơn. Ảnh này lại nhìn dễ chịu với cũng xinh đấy, nhưng lên phim với mấy cái ảnh chụp tạo hình, nhìn chẳng muốn xem phim luôn. Đè đầu Trường Nguyệt Tẩn Minh, phim của Triệu Lộ Tư lập kỷ lục đáng nể. Không thể phủ nhận Vụng Trộm Không Thể Giấu là một trong những bộ phim hot nhất hè này. Mới đây, phim đón nhận tin vui khi đạt kỷ lục đáng nể. Theo đó, Vụng Trộm Không Thể Giấu được chấm 9.2 điểm, cao nhất lịch sử của My Drama Lip, một trang tin tức phim uy tín, đứng top 1 trong số 5.000 phim hay nhất, đáng xem nhất. Danh sách này bao gồm nhiều cái tên quen thuộc như Lan Gia Bản, Khi Anh Chạy Về Phía Em, Thánh Dư Niên, Trần Tình Lệnh. Đây là thành tích đáng nể, ít phim nào có thể làm được, thậm chí Trường Nguyệt Tẩn Minh, bộ cổ trang hot nhất hè này cũng không xuất hiện trong danh sách. Thành công của Vụng Trộm Không Thể Giấu là điều khá bất ngờ. Tuy có lượng fan nguyên tác đông đảo, nhưng những năm trở lại đây, người hâm mộ ưa chuộng thể loại phim cổ trang huyền huyễn hơn rất nhiều. Đặc biệt, phim của Triệu Lộ Tư còn nằm trong danh sách phim có ngân sách thấp, trang phục của nhân vật hầu như do nàng Tiểu Hoa tự bỏ tiền túi đầu tư, thậm chí, đồ của nam chính cũng là nữ diễn viên phối. Theo một số tiết lộ, đạo diễn ban đầu đã bỏ quay và chuyển sang đoàn phim khác vì cho rằng Vụng Trộm Không Thể Giấu khó hot. Hiện tại, phim đã chiếu đầy đủ các tập. Đây là tác phẩm thành công của cả Triệu Lộ Tư và Trần Triết Viễn, giúp tên tuổi và lượng fan tăng lên đáng kể. Phim thành công phá 10.000 nhiệt trong suốt hơn 10 ngày công chiếu và có điểm Weibo trên 8.0. Sau Thái Từ Khôn, lại đến Vương Nhất Bác vướng tin đồn tình cảm. Chuyện đời tư tình cảm của các ngôi sao nổi tiếng luôn là chủ đề được người hâm mộ vô cùng quan tâm. Mới đây, blogger Trương Tiểu Hàn đã khẳng định chuẩn bị bóc thêm chuyện hẹn hò của một sao nam đình đám nữa. Theo đó, Trương Tiểu Hàn đã đăng tải loạt hình ảnh minh họa kèm theo miêu tả chi tiết về nam đỉnh Lưu đang bí mật hẹn hò, gọi tắt là Tiểu X. Người này ra mắt trong nhóm nhạc nam, khí chất rất đặc biệt, thu hút nhiều người hâm mộ. Tiểu X có sở thích lái mô tô và từng có tin đồn hẹn hò với nữ đỉnh Lưu, đã có 3 mối tình đều là các chị gái. Năm 2018, trong lúc quay phim đã yêu một chị gái R, lớn hơn 6 tuổi, hai người hay tới sàn nhảy, cuối cùng bị fan bắt gặp. Tiểu X năm 2020 đến Hải Nam với sao nữ thời trang, lúc đó sao nữ này đang hẹn hò với một nam diễn viên khác. Từ miêu tả của Trương Tiểu Hàn, cư dân mạng lập tức liên tưởng đến Vương Nhất Bác, nam diễn viên từng là thực tập sinh nhà Qua Di và debut với tư cách thành viên của một nhóm nhạc nam. Vương Nhất Bác biết lái mô tô và từng có tin đồn hẹn hò với Triệu Lệ Dĩnh. Đây không phải lần đầu tiên Vương Nhất Bác vướng phải những nghi vấn hẹn hò. Trước đây, nam diễn viên cũng được cho là hẹn hò với loạt tiểu thư giàu có như Mạnh Mỹ Kỳ, Kỳ Mỹ Hợp, nhưng một mực phủ nhận. Sau Trần Tình Lệnh, Vương Nhất Bác có đóng một số bộ phim truyền hình khác nhưng bị chê bai thậm tệ vì khả năng diễn xuất hạn chế. Thời gian gần đây, nam diễn viên chuyển sang mảng điện ảnh và có một số thành công nhất định. Triệu Lộ Tư đang bị o ép, phim chiếu vừa xong đã bị phủi sạch công sức. Sau thời gian lên sóng, cuối cùng bộ phim Vụng Trộm Không Thể Giấu do Triệu Lộ Tư và Trần Triết Viễn đóng chính đã chính thức khép lại với thành công vang dội. Tác phẩm kết thúc với phân cảnh nam chính Đoàn Gia Hứa cầu hôn tang trĩ và được cô xúc động đồng ý trong sự chứng kiến của gia đình và bạn bè. Mặc dù đã kết thúc trọn vẹn, nhưng khán giả vẫn tỏ ra hụt hẫng với cái kết của Vụng Trộm Không Thể Giấu. Cụ thể, nhiều cư dân mạng đã mong chờ bộ phim sẽ khép lại bằng một đám cưới đẹp như mơ của cặp đôi Đoàn Gia Hứa và Tang Trĩ. Tuy nhiên, điều khiến phần lớn người xem Vụng Trộm Không Thể Giấu khó chịu là việc tập cuối của phim bị đẩy lên phát sóng trước lịch đã được thông báo trước đó. Với động thái lạ này, nhiều khán giả cho rằng phim của Triệu Lộ Tư đang bị o ép đẩy nhanh để sớm nhường khung giờ chiếu cho loạt phim khác chờ lên sóng. Mới đây, buổi livestream phúc lợi của Vụng Trộm Không Thể Giấu trên nền tảng Douyin cũng bất ngờ thông báo bị hủy. Điều này đã khiến khán giả không khỏi tức giận, thậm chí người hâm mộ của Triệu Lộ Tư còn nghi ngờ thần tượng mình bị o ép, đối xử bất công. Tuy nhiên, nhiều người lý giải rằng kết cục của phim được lên sóng trước lịch chiếu đã thông báo là bởi nỗ lực của nhà sản xuất trong việc tận dụng sự chú ý của khán giả cho bộ phim. Còn về phần sự kiện livestream thì là do các diễn viên trong đoàn có lịch trình riêng hoặc lý do cá nhân không thể tham gia, dẫn tới việc sự kiện này đã bị hủy. Người hâm mộ Triệu Lộ Tư cũng yên tâm hơn rất nhiều.
Khi thấy nữ diễn viên ngày 8 tháng 7 vừa qua, vẫn xuất hiện rất xinh đẹp và tươi tắn trong một sự kiện đồng hành, cô nàng gây ấn tượng với đường cong cơ thể tuyệt đẹp và nhan sắc ngày càng thăng hạng. Như vậy có thể thấy, danh tiếng của Triệu Lộ Tư hiện nay ngày càng được nâng cao, không có chuyện cô nàng bị o ép hay đối xử bất công như khán giả vẫn lo lắng. Video đến đây là hết. Hãy cho chúng tôi biết ý kiến của bạn về vấn đề trên bên dưới phần bình luận. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của kênh Chuyến Tàu Bát Quái. Nếu thấy hay và hấp dẫn, các bạn hãy bấm đăng ký và chuông thông báo để nhận những video mới nhất nhé.